chiếc 2437 này lò Hiếu Phong hay sao à? Đó, tăng miêu. Tăng miêu luôn đặt. Biết không? Đến. Đủ má người quá trời người đây, tự nhiên bỏ chiếc xe lại đủ má chuyện chạy mua chiếc Mio nó ghê quá. Má giờ ra đây là quỷ dữ với quái vật không rồi, chứ không phải tên đồ thường. Chạy vô nè. Còn lộn liếm cho bít luôn. Nó xém liếm xe luôn nè. Nó xem liếm xe này nè, xe này né nó nè. Mấy thằng kia đi rồi. Thằng siêu Mio đi rồi.